Chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì ở video trước mình có giới thiệu các bạn về công tắc vô cấp loại EC11. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái module công tắc vô cấp hay còn gọi là encoder quay. Thì đây, trên tay mình là module. Module này sử dụng công tắc vô cấp EC11. Và đằng sau này, nhà sản xuất đã hàn các cái linh kiện. Thì mình không phải lắp mạch trên mô test như lần trước mình đã làm. Rồi. Ở đây có cái chân da, chân GND, chân dương. Thì chân này dương này mình cấp 5V. Và chân FV kép là chân tín hiệu ra của cái chức năng là nhấn này. Khi mình nhấn thì sẽ có tín hiệu ra ở chân FV kép. Còn chân data và chân clock là chân da của tín hiệu hai kênh A và B. Rồi. Thì ở video lần trước mình đã test nó hiển thị lên lên trên máy tính ở các địa chỉ thì bây giờ mình sẽ test cái module công tắc vô cấp này. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái máy test rồi, và hiển thị cái địa chỉ lên LCD 1602. Thì mình cắm mạch theo đúng cái các chân này ở đây. Ok, ở đây mình sử dụng nguồn 12V. Ok, thì ban đầu thì mình chưa tác động lên công tắc thì ở trên LCD là địa chỉ là 0. Và khi mình quay theo chu kỳ đồng hồ thì là địa chỉ sẽ tăng sau mỗi một lần quay này. Đấy. Giảm này. Đó. Và khi bạn nhấn thì là địa chỉ nó sẽ về 0 và hiển thị cái dòng lên dòng 2. Rồi. Thì các bạn có thể ứng dụng cái module công tắc vô cấp này để điều khiển các cái thiết bị hoặc là đọc tốc độ động cơ đối với các cái động cơ DC mà không có các cái bộ encoder gắn kèm theo, hoặc là mình có thể ứng dụng nó làm cái vô lăng để chơi điện tử đấy. Ok, thì video hướng dẫn test cái module công tắc vô cấp loại EC11 đến là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.